Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và hôm nay thì tiếp tục Minh Nhật Audio lên sóng cho anh em bác một vài những cái mẫu củ loa rời của Pioneer. Đấy thì trước mắt anh em và bác đây thì em có sẵn cho anh em và bác là một cặp củ loa bass 20 màu đen của Pioneer này, một cặp mid bass, đấy, một cặp củ loa mid 12 của Pioneer và một cặp chép đom lụa 10 của Pioneer. Và ngoài ra thì có cả phân tần nữa, anh em và các bác nhé. Đó. Và hôm nay thì em đã đấu sẵn cho anh em bác một cái vế loa. Đấy, như thông thường thì chúng ta phải có hai vế cho hai bên loa đúng không ạ? Đấy thì em đã đấu sẵn cho anh em một vế loa rồi này. Đó. Anh em thấy ở đây. Đó, đã đi dây sẵn cho anh em bác. Đây là cặp phân tần Z-Net anh em nhé. Phân tần 3 đường tiếng của Z-Net này. Đó. Và bây giờ thì em sẽ đo đạc đấy, và báo giá luôn chi tiết luôn cho anh em và các bác từng mẫu một. Đấy, thì đầu tiên là mẫu bass 20 đen của Pioneer. Đấy. Sau khi em báo giá xong thì em sẽ test luôn cho anh em bác chất âm của con này, nghe cực kỳ phê và cực kỳ sướng luôn anh em nhé. Rồi, đầu tiên là cặp bass 20 đen của Pioneer. Hãy quay cho anh em một vòng trước nhá. Con này thì mặt màu đen tuyền luôn này. Màu đen tuyền luôn và củ loa đây, Pioneer P8820. Đấy, trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 91 decibel và công suất lên tới 200W. Xương hoàn toàn là xương kim loại luôn anh em. Đây. Đấy. Rất là chắc chắn luôn anh em nhé. Đấy, quay cho anh nhìn một vòng. Anh em thì nhìn nó đẹp từng cái đường kim mũi chỉ luôn này, rất là đẹp. Đúng không ạ? Và gân thì nó sẽ là gân giấy. Đấy, gân giấy bên trong sẽ là gân giấy và ở trên thì sẽ được phủ một lớp cao su. Đấy, sẽ làm cho con loa nó được chắc. Anh em đánh sẽ không không bao giờ bị có đuôi đằng sau. Đấy, đánh rất là dứt khoát, chắc, sâu và ấm. Đó. Cặp bass 20 của Pioneer P8820 này thì sẽ có mức giá là 1.450.000 đồng cho một đôi anh em nhé. Là bao gồm hai chiếc như này. Đấy, đo luôn cho anh em cái đường kính này. Đường kính của nó là gồm 20,5. Đấy, 20,5. Chiều cao đây. Chiều cao của nó tầm 10 phân anh em nhé. Tầm 10 phân, tầm 9 phân rưỡi, chưa được 10 phân. 9 phân rưỡi. Đấy, củ loa đây. Đo cho anh em luôn cái củ loa. Củ loa của con này thì sẽ là 13 rưỡi anh em nhé. 13 rưỡi. Đấy, 13,5 đấy ạ. Đấy, 1 triệu 450 nghìn đồng cho một đôi. Rồi tiếp theo đến cặp mid bass. Đấy, một cặp mid 12, đường kính vành là 14,5. Đấy, đầu tiên là em cứ quay cho anh em thông số trước đã. Con này thì có model sản phẩm là P6608, trở kháng là 8 ohm, độ nhạy là 90 dB và công suất là 100W. Củ từ được con này được bọc khử từ rồi anh em nhé. Đây, nó được bọc khử từ rồi. Như bình thường thì sẽ bị dính cái thước này bằng sắt này thì sẽ bị dính ngay. Nhưng mà con này đã được khử một cái lớp anh em được bọc một lớp mà khử khử từ rồi. Nên là sẽ không bị dính. Đấy. Tại sao gọi là chung 12? Đấy, vì đường kính toàn vành bên trong của nó chỉ có 12 phân thôi anh em nhé. Đường kính toàn vành của nó là 14,5 này anh em này. Đây, tôi sẽ bốc cho anh em nhìn. 14,5. Đấy, chiều cao của nó đây. Chiều cao của nó là 7 phân anh em nhé. Cao 7 phân. Đấy. Củ từ con này thì khá là to. Đo luôn cho anh em củ từ này. Củ từ của con này là 8 phân rưỡi anh em ạ. 8,5 phân. Đấy. Con chung đấy, đây là con này là kiêm giải lời này anh em này. Đấy, ngoài ra thì em có cả một dòng chung 10 nữa cơ, thì tí nữa em sẽ lên sóng cho anh em. Cặp này thì có mức giá là 850.000 đồng cho một đôi này, 850.000 đồng miễn phí vận chuyển cho anh em bác nhé. Chung 12 đấy, đường kính là 14,5, giá 850.000 đồng một đôi. Rồi tiếp theo đến cặp chép đom lụa. Cặp chép đom lụa này thì anh em và các bác nghe nhạc vàng, nghe nhạc bolero thì không thể bỏ qua cái dòng là chép đom lụa này rồi. Đấy. Đây. Đom lụa này cũng được bọc khử từ. Con này thì có một model sản phẩm là Pioneer P03V2. Đấy, trở kháng 8 ohm, độ nhạy là 91 và công suất là 100W. Đấy, đây đom lụa này anh em này. Đấy, đường kính toàn vành là 10 cm anh em nhé. Đường kính chéo ốc là 10 cm. Đấy. Đấy, đo luôn cho anh em củ từ này. Củ từ của con này là 8, gần 8 phân. Gần 8 phân. Xít soát thì ống 1-2 ly nữa là 8 phân luôn. Đấy. Đây. Đấy.
Và cách đấu phân tần thì cũng như tương tự như này thôi. Cặp này thì có mức giá là 480.000 đồng một đôi anh em bác nhá. 480.000 đồng một đôi. P03 chép đom lụa. Đấy. Rồi, tiếp theo đến là cặp phân tần. Phân tần Zinet anh em nhá. Em có để sẵn đây rồi. Phân tần này thì là một dòng phân tần 3 đường tiếng. Đấy, gồm bass, trung này, mid này, chép này và đường input. Đây là phân tần chính hãng của Zinet luôn. Và cặp phân tần này thì có mức giá là 320.000 đồng. Thì nhớ anh em bảo bé như này thì sao mà đánh được cái combo này. Đấy, combo to hơn vẫn đánh được anh em bác nhá. Em đã từng test cặp bass 30, cặp bass 25 cho cái con phân tần này rồi, vẫn đánh thoải mái. Đấy, tất cả linh kiện nó đều là cái linh kiện xịn luôn anh em nhá. Đến hai cột cảm lớn. Đấy, rất là nhiều trở này, tụ này, hai tụ sứ này, trở này. Đấy, mạch rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, cặp này thì có mức giá là 320.000 đồng, miễn phí vận chuyển cho anh bác. Nếu mà anh em bác nào mua lẻ, nếu mà anh em nào lấy cả combo như này, gồm bát, trung và chép, cả phân tần luôn, thì sẽ có mức giá là 3.100.000 đồng, miễn phí vận chuyển cho anh em và các bác. Đấy, 3 triệu, nói chung là chỉ tầm 3 triệu đồng là anh em đã sở hữu được cái combo này rồi. Đó. Thì giờ thì sẽ không làm mất thời gian của anh em nữa, em sẽ test luôn cho anh em bác chất âm. Đấy, hiện tại thì em đang đấu có một vế loa thôi, thì anh em sẽ có thể nghe. Bây giờ em sẽ test ngoài thùng anh em nhé. Còn khi mà nó vào thùng thì anh em còn nghe này nó còn chắc và hay hơn nữa. Đấy, đây là test ngoài thùng. Thì em đã vừa test xong và anh em đây là hiện tại là em đang để ngoài thùng nên tiếng bát này nó rất là lực, nó sẽ đánh nó dập xuống cái nền này. Đây, anh em nghe tiếng ùng 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 đúng không ạ? Đấy, nhưng mà khi mà vào thùng, khi mà em nhấc lên anh em thấy nghe nó hoàn toàn khác luôn. Đấy, thì giá thì em đã báo giá công khai cho anh em bác rồi. Đấy, báo giá lẻ, còn combo đầy đủ cả phân tần này, hai gồm hai cặp bát này, hai cặp mít này, hai cặp mít 12 này và hai cặp chép, hai cặp phân tần, à một cặp phân tần. Thì sẽ có mức giá là 3.150.000 đồng, à 3.100.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Đấy, anh em nhận hàng, kiểm tra và thanh toán tiền. Đó, anh em bác nào lấy lẻ thì em có báo giá chi tiết ở trên video luôn đấy ạ. Đấy, từng mẫu một bát 20 có mức giá là 1.450.000 đồng này, là cặp mid 12 có mức giá là 850.000 đồng này, và cặp chép đom lụa có mức giá là 480.000 đồng này, và cặp phân tần Zinet có mức giá là 320.000 đồng. Đấy, anh em bác nào quan tâm mẫu sản phẩm nào có thể liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio để đặt hàng nhé. Cảm ơn tất cả anh em và bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và bác trong các video tiếp theo.